Hello, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một năm mới tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Những ai chưa kịp về quê thì hãy mau mau về quê bên nồi bánh chưng xanh. Những ngày cuối năm thì bên xưởng mình cũng đang cố gắng hết sức để đẩy nhanh nốt cái công trình cuối cùng này nha, của một cái spa để cho các anh thợ được về quê sớm nhất. Công trình này tụi mình nhận deco lại một cái spa theo yêu cầu của một chị chủ. Chị chủ này chuyên làm bên pate cho mèo và bên lưu trú giữ trẻ. Qua được giới thiệu thì mình đã liên hệ với chị này để nhận deco lại cái spa này cho chị ấy nha. Sau đây chúng ta cùng lên trên lầu để xem thử tiến độ của xưởng mình như thế nào nha. Bên khu bên này thì mình sẽ để hai cái chuồng và khu sau lưng bên kia là sẽ hai chuồng. Do không gian hẹp nên mình chỉ thiết kế như vậy. Ban đầu thì mẫu chuồng này có kích thước là 1m2 x 1m2, nhưng sau khi đo đạc thấy chiều cao ngôi nhà không đủ nên mình đã quyết định giảm xuống chiều cao 1m1. Bên mình nhận làm chuồng này theo hai mẫu. Mẫu thứ nhất các bạn thấy hiện trên góc phải màn hình, và mẫu thứ hai. Xin chào, và ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi các bạn. Tối hôm qua thì mình có nhận được một cuộc điện thoại của chị chủ đó, mong muốn hoàn thành cái dàn chuồng này sớm để chị chủ có thể đưa các bé mèo vào cư trú. Cho nên là hôm nay mình đôn đốc các anh thợ qua sớm từ 6 đến 7 giờ sáng rồi để nhanh chóng hoàn thiện cái công trình này. Làm bên này thì mình có một cái thuận lợi, đó là toàn bộ gỗ đều được mình vẽ, thi công thiết kế cắt bằng máy CNC, cho nên cái độ chính xác rất là cao. Các anh thợ chỉ việc qua đây là lắp ráp thôi. Tuy nhiên rằng là cũng có một bài toán khó đặt ra, thì nhà chị chủ ở trên lầu và không gian rất là hẹp đó. Đường từ ngoài đi vào hẻm cũng rất là hẹp, cho nên việc chuyển gỗ vào rất là lâu. Và như các bạn thấy đây thì hai anh thợ đứng cũng đã hết chỗ mất rồi. Và vào giai đoạn cuối năm cận Tết cho nên mình còn 2 đến 3 công trình ở chỗ khác nữa. Và dàn chuồng bên này cũng đã cơ bản hoàn thiện phần khung rồi đây các bạn. Để đảm bảo thống nhất với chị chủ thì mình đã quyết định đưa toàn bộ đèn led ra ngoài để đảm bảo tính an toàn cho các bé và đảm bảo tính thẩm mỹ nha. Đây, rất là đẹp. Một khung cơ bản của một chuồng mình sẽ chia làm 3 tầng, trong đó có cầu thang và trụ cào móng để dành không gian tối đa cho các bé vui chơi, và đặt thêm một cái nhà vệ sinh nữa nha các bạn. Và hôm nay là ngày thứ ba thì mọi thứ cũng đã dần hoàn thiện. Còn một số chi tiết thì mình và chị chủ nhà có hẹn với nhau là qua Tết mình sẽ tiếp tục qua hoàn thiện. Còn lại thì như thế này cũng đã cơ bản rồi, chị chủ đã bắt đầu đưa mèo vào ở. Đấy, một chuồng như này có thể chứa được 2 đến 3 bé mèo ở rất là thoải mái, kèm theo một cái nhà vệ sinh. Do không gian hẹp nên mình có tư vấn chị chủ chừa lại một cái cửa chết không mở được, còn lại cái cửa kia thì có thể mở được. Đây, các em mèo ở rất là thoải mái, rất là tiện nghi, rất là sang trọng. Sau khi nghiệm thu công trình cho mình thì chị chủ có giới thiệu thêm cho hai vị khách nữa, và mình đã nhận và sẽ cố gắng trong năm tới tiếp tục qua làm hoàn thiện cho người ta.